Xin chào các bạn, trong video này tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng tiện ích ghi âm trong trình chơi nhạc Z Audio. Thì đầu tiên, bạn phải tải chương trình Z Audio về máy tính của mình. Bạn vào trang chủ của Z Audio và chọn mục download. Sau đó, bạn rê chuột xuống phần Z Audio 8.0 Basis và chọn ở mục Download để download phần mềm về. Sau khi đã download phần mềm về, thì bạn bây giờ bạn tiến hành cài đặt phần mềm. Nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiện ích của phần mềm Yes Audio. Thì ở hộp thoại đầu tiên thì sẽ xuất hiện ra một bảng để bạn cấu hình các thông số cơ bản cho việc hiển thị z audio đây tôi chọn là ở chế độ mặc định và tôi chọn ok z audio là một trình chơi nhạc với rất là nhiều tiện ích nhưng mà trong video này tôi chỉ giới thiệu với các bạn tiện ích ghi âm thì để sử dụng chức năng này thì bạn chọn vào nút tam giác sổ xuống ở bên góc trái của màn hình bạn chọn vào mục này sau đó bạn chọn chức năng tune như bạn thấy thì phần mềm Jet Audio này chứa rất là nhiều tiện ích như là rip CD tức là ghi các file từ đĩa CD record ghi âm create audio CD nó tạo một cái uh, đĩa CD đây tôi chọn chức năng là record ở công suất thì bạn chọn vào thiết bị để mà nhập âm thanh hay còn hay còn gọi là thiết bị để mà ghi âm của bạn và một target bao gồm một file naming tức là chứa các quy tắc mà để đặt tên cho file audio của bạn ở một folder thì thư mục mặc định để mà lưu file ghi âm thư mục mặc định là my document bây giờ tôi chọn lại là desktop ở mục encoder sẽ chọn định dạng xuất cho file audio của bạn. Ở đây thì chương trình hỗ trợ bạn một số file như sau. Mục option Nếu mà bạn kích hoạt chức năng enable timer và set thời gian thì sau khoảng thời gian này chương trình ghi âm sẽ tự động dừng việc ghi âm cho bạn. Thì để để bắt đầu ghi âm thì bạn nhấn vào nút Start. Bạn chú ý, bây giờ chúng ta đang bắt đầu quá trình ghi âm. Và ở mục Status sẽ cho bạn biết thông tin của file ghi âm sẽ xuất ra của chương trình thì file ghi âm sẽ xuất ra này ra này dựa vào cái file naming mà bạn đã chọn ở trên còn recording time tức là hiện thị thời gian mà ghi âm hiện giờ thì tôi đang ghi âm được 50 phút 50 giây và một recording volume tức là hiện thị ra cái âm lượng âm thanh mà bạn đang phát ra. Nếu mà trong quá trình ghi âm bạn muốn dừng một khoảng thời gian nào đó thì bạn nhấn nút pause. Như bạn thấy, thời gian ghi âm dừng lại là ở 1 phút 10 giây. Và để tiếp tục quá trình ghi âm của mình thì bạn chọn resume. Thì quá trình ghi âm tiếp tục và để kết thúc quá trình ghi âm thì bạn nhấn nút Stop. Sau khi bạn nhấn nút Stop này thì chương trình sẽ tự động lưu file audio cho bạn ở thư mục mà bạn đã chọn ở trước đó. Ví dụ tôi chọn là ở folder là Desktop. Thì khi tôi nhấn Stop thì chương trình sẽ tự động lưu file âm thanh thì chương trình sẽ tự động lưu file ghi âm vào thư mục Desktop. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây là file ghi âm mà sau khi tôi nhấn Stop, chương trình tự động tạo ra. Nếu bạn muốn tiếp tục, nếu bạn tiếp tục quá trình ghi âm thì bạn nhấn nút Star. Nhưng mà sau khi bạn nhấn nút Star thì chương trình sẽ tự động tạo ra một file ghi âm khác cho bạn, chứ không có lưu thì chương trình sẽ tự động tạo ra một file ghi âm khác cho bạn chứ không có lưu vào file ghi âm trước đó như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong các bạn tiện ích ghi âm trên trình chơi nhạc Yes Audio thì như tôi đã trình bày lúc ban đầu thì trình chơi nhạc Yes Audio là một trình chơi nhạc chứ rất là nhiều tiện ích nhưng trong giới hạn của video này tôi chỉ giới thiệu với các bạn tiện ích ghi âm còn các tiện ích lại thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm chúc các bạn thành công